Hello, xin chào ông bà và chú anh chị em đã quay trở lại với video của Amazon. Hôm nay hai bố con ở nhà để đóng hàng bán đồ kiếm tiền cho ông bà và chú. Đây, cái sản phẩm này mà Amazon mua từ Mỹ hay gửi về Canada để bán ở bên Canada nhé ông bà và chú. Đóng hàng, mẹ thì đi học rồi. Benjamin thì ban đêm thì cũng có bị ốm nhé ông bà và chú. Bây giờ thì tới giờ này tới 10 giờ đấy, 10 giờ 11 giờ đấy. Thì Benjamin sẽ chơi đấy. Muốn sống đúng ước mơ phải xác định được vị trí. Nếu mình đặt mục tiêu là em chỉ cần đến năm 40 tuổi em có 500 triệu thôi, về học nghề sửa xe máy cũng có. Nếu em xác định mà đến năm 40 tuổi em có 40 tỷ thì bắt buộc em phải khởi nghiệp, học cái nghề tổ chức lãnh đạo. Nhưng trước khi muốn làm được tổ chức lãnh đạo thì mình phải là nhân viên tốt. Thì bây giờ tóm lại, bây giờ nhiệm vụ của ông ở cái tuổi mà sinh viên năm thứ hai ở trong trường là tập trung hết mình vào học để lấy một cái nghề, để khi mà cầm cái bằng ra cộng với năng lực của mình bước chân vào doanh nghiệp họ nhận ngay, xong rồi học thêm nghề lãnh đạo tổ chức thì ông mới có một cuộc sống nó tươi sáng được. Cho nên tôi khiếp nhất là sinh viên Việt Nam đi học vào trường đại học xong cứ bảo cái này không phù hợp với em, cái kia không phù hợp với em. Xin lỗi, chả có cái quái gì phù hợp. Nếu mà ông xác định mà chọn một cái phù hợp, ông làm nhân viên đi, tổ chức và lãnh đạo là chả có cái gì phù hợp, thiếu cái gì phải học cái đó. Không hiểu cũng phải hiểu, mà nếu không hiểu thì chấp nhận cuộc đời khổ nhục đi. Còn nếu mà muốn vượt qua đau khổ thì phải hiểu, có vậy thôi. Nếu bạn giúp được nhiều người đạt được điều họ muốn thì bạn sẽ đạt được tất cả những gì bạn muốn. Đây là một triết lý về thành công, không chỉ về tài chính hay tiền bạc, mà nó còn giúp cho bạn thành công trong mọi lĩnh vực. Hãy tạo học cách giúp đỡ nhiều người khác và kết quả sẽ đến với bạn. Ok, như vậy là đã xong xong xuôi đi gửi UPS. Lát nữa mình sẽ đi thử nha. Ok. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị em đã xem video của Amazon nhé. Bye bye, hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị em trong video kế tiếp. Bye bye.